Hello, chào tất cả anh em. Hôm nay mình không có gì hết, mình lên một số đồ đặc sạc nha. Anh em có nhu cầu món nào thì mua, mình làm clip đồ nhanh thôi. Anh 5 phút thôi ha, 5 tới 7 phút thôi. Đầu tiên thì mình có một cái bóp hàng bãi, nó để gì nè, ghi mi đinh gì lít đời gì ha. Đây để đựng giấy tờ rồi gì nè, nói chung là hàng bãi ha. Bên đây đựng tiền, bên đây nó đựng cái gì em cũng không biết nữa, mà đó, cái bóp đứng của Nam. Kích thước của cái bóp này là nó bằng da gì á, em không rành ha. Ngang nó là 12, cao của nó là 9 nha. Đó, bóp này không biết nó bằng da gì, anh em coi kỹ ha. Quan trọng là nó không rách, không móc gì hết. Đây nó có tên, nó cái trên nút nó có cái chữ gì, code hay size gì á ha. Bãi đó, đây đựng gì không biết, đây giấy tờ cạc, đây thì đựng tiền không, rồi gài nút lại thôi, bóp lại là nó dính ha, mở ra này đó, bóp nút lại là dính nè. Rồi cái bóp này bán cái 180.000 nha. Mã số 1 em lên làm nhanh thôi ha. Mã số 1 180 nha, mất 2 phút rồi. Anh em nào mua thì mua ha, anh em nhìn kỹ nha, cái đường may của nó này, này có thể là may máy bằng da gì không biết ha, hàng bãi. Ở trên đầu này nó có hai cái chữ ngôi sao gì đó ha. Số 2 là mình có một cái cục sạc pin của Panasonic. Cái cục này thì nó sạc được hai loại pin, pin Niken 2A và pin 3A. Đây, nó mỗi lọ nó sạc được 4 cục nha anh em. Mỗi lọ nó sạc được 4 cục. Đây cái hộp Panasonic Charger Niken CD Battery, hộp A và hộp B. Thì cái này nó xài điện, mỗi lần nó sạc được 4 cục nè. Điện 100V 4A, DC 2.8V, DC 2.8V ha. Đây, đồ Nhật. Đó, bật ra rồi ghim vô ổ điện. Cái này nó chưa có sử dụng đâu. Nó mở ở được chiều này. Đây, nó mở ở chiều này ha. Rồi, nó có thể sạc được cái loại pin đồng hồ này, rồi pin remote. Đây là pin đồng hồ đó, mỗi cái thì lấy sạc được 2 ngăn nha anh em. 2 ngăn đây, đây là 2 ngăn lớn để anh em sạc pin 2A, còn 2 cái ngăn nhỏ thì để sạc pin 4A ha, pin 3A đó ha. Rồi cái cục sạc này thì Chatolo thì nằm hết trong này. Mình bán cục sạc này giá 180.000 nha. Nó nguyên hộp. Rồi, mã số 280 cho anh em. Số 280 luôn ha. Số 3 này mình thanh lý một cái con máy của Thụy Điển, Switzerland, nó xài 4 pin ấy nè ha. 4 pin 2A. Cái máy này máy đo huyết áp thì mọi thứ nó hoạt động là bình thường. Còn nó em không biết nó xài, em chỉ biết em thấy nó bơm lên mà nó không xả thôi. Đây mở vô, một cục, hai cục, ba cục, bốn cục, đúng chiều nha, đúng chiều là nó nhận pin nha anh em. Rồi bỏ vô, bấm đèn lên nè, đúng chưa? Rồi lên rồi đó,
thì mình tháo cái này ra, mình băng vô cổ tay đó thì nó vẫn bơm ha. Còn cài đặt ngày tháng gì đó thì anh em về tự ấy này, nó bơm này, nó bơm phồng lên này. Đó, ông để dưới cho nó bơm nha. Đây, nó bơm căng lên này ha. Đó ha, ở dưới thì nó đang đo nhịp tim. Anh em mà em không thấy nó xả nha. Đây, căng cái anh em căng cái nó thay đổi áp suất cái nó xả luôn nè ha. Đó, nó xả nè, rồi nó bơm lên lại. Rồi. À, thanh lý nha. Thanh lý máy này 200k nha. Còn về cài đặt ngày tháng năm chế độ hẹn giờ gì đó thì em không biết ha. Anh em về tự cài nha. Mã số 2. Mã số 3 200. Đó, Microlite. Chứ anh em chuyển khoản là em bao ship nha anh em. À, mã số 1 2 3 mã số 4 có hai cái viên đá hợp kim của hàng Nhật. À, đây nó để số như nè. Đó. Chữ Nhật ha. 28 mấy gì đó ha. Rồi, một cái viên đây thì 1 ly, một viên này thì 2 ly. Đá hợp kim. Dùng cho máy cắt, hai viên này 170.000 nha. Mã số 4. Mã số 4 170 ha, 170 hai viên nha. Hai viên đá kim cương, đá hợp kim á. Rồi. Mã số 5. Có cái hộp đựng đồ nghề. Hộp này cũ thằng gì bên trong thì nó mới hộp. Bên ngoài nó hơi oxy hóa tí xíu nhưng mà nó không có rỉ ha. Đây 240 x 150 x 90. Đây. Bên trong thì rất là đẹp, nó có chữ gì nè. Lipfi gì đó ha, không biết. Đó, nó có cái thước ha. Đây khóa lại thì sắp lên. Hộp này thì đó, hộp vuông, hộp hình chữ nhật, hộp hình chữ nhật đó ha. Kích thước này nãy nó cho rồi đó. Đây 240 15 150 rồi dưới đây là 90 đó, nó cho kích thước rồi ha. Hộp này mã số 5 200.000 nha. Hộp này 200k nha anh em. 200k, số 5. Số 6 có cái cây tưới sân vườn bằng đồng. Đây đường nước vào, ở dưới đây cục bằng nhôm. To, cái này to. Cái này 290.000 ha. Số 6 290. Chuyển khoản bao ship nha. Là hàng của Nhật nha anh em. Cái này nó có tạo, nó có búa, nó đập cái này quay gì đó ha, đó ha. Đó. Rồi. Số 7. Có cái chuốc nước chì. Viên vàng của Nhật. Chiếc nước chì. Đây anh em kéo ra. Anh em mở cái nước chì anh em quay thì nó sẽ chuốc lần ha. Đây. Lưỡi dao rất đẹp nha. Hộp mà chứa chì cũng rất đẹp luôn. Cái này máy lớn nha. Cái này lớn. Em có trường cái máy nhỏ để em xài nè. Cái này máy lớn nha. Cái này 270.000. Mã số 7. Mã số 7 270.000 nha anh em. Số 8 còn một cái cây kèn lớn đó nè, bán 250 luôn nha. Một cái cây kèn lớn đây, hiểu gì Tombo Chromatic. Cái này cây kèn lớn lắm, lớn mấy chục lỗ, bốn mấy lỗ vậy. Còn mở ra thì anh em cứ đẩy lên trên này thôi, đẩy lên thì kiểm tra bên trong thì
nó đẹp này. À, bên trong nó rất là đẹp nha. Đó. Thì à, bỏ vô thì nó đúng theo cái chiều nó lại để nó vô thôi nè. Đó. Rồi, đúng chiều thì nó vô thôi ha. Rồi, cái này 250 nha ha. Nó là mã số 8 đi. Tám 250 ha. Thì cái này nó hơi cắn tí xíu nha nè. Nó hơi cắn tí xíu nè. Đó, nhưng mà nó còn xài ok ha. 8 250. Số 9 là có một chùm cảo luôn. Chùm này khoảng cảo 25 cái gì đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 18 20 25 cái gì đó. Chùm này là mấy ký luôn. Cứ mất thời gian quá. Để sau đi. Ai mua thì em bán 30.000 cái nha. Ai mua bán 30.000 cái. Rồi cho nó cái mã số 10 luôn đi. Một cái cây xúc cây kiển nè. Cái này giá 120.000 ha. Cái này xúc lớn nè. Mình nghĩ nóc. Ở đây nó có cái móc treo ở bên trong nè. Đó, nó có thước rồi này ha. Cái này cây to 120.000. Mã số 10 rồi. Em lên 10 mã nha, 12 phút. Rồi em giờ mà em up lên luôn cho anh em mua được gì mua ha. 120.000 nha. Rồi, xin chào tất cả anh em, hẹn gặp lại.